Chào bà con nha, mình đang có mặt tại của anh Hiệp ha. Giờ này thì thu hoạch được khoảng một tháng rưỡi, hơn tháng rưỡi rồi. Anh đã chuẩn bị làm bông đằng sau nè. Vậy giờ nào mới đi phân gốc anh Hiệp? Lần á? Cái năm năm bảy gãy rồi. Rồi. Gãy nay ba bữa rồi. Thì chắc chiều nay hoặc mai gì gãy lắm. Vậy à? Mua lần mà lại. Cây mình đi đọt liên tục luôn, đợt lá này thì mong đủ cây đủ lá rồi đó, đủ sức đó. Đường này thì xài men tốt là trường kỳ kháng chiến luôn. Ừ, cây tắc hưởng kém mà xanh mịt trời luôn. Này lý do sao nó bị chết bộ. Nó bị chết nhánh này vậy? Ừ. Trời coi nó mập lại bẻ ngang. Nó bị chạy tim đèn nè. Phi top nha. Cắt. Cái nào nó bị chạy tim đèn giống như kiểu mà nó bị cái lỗi chính giữa nè. Nó bị đèn vậy ha. Nó bị lỗi giữa nè. Nè. Nó bị lỗi này nè. Không, là cắt tới đâu á, cắt hết cành tới đâu luôn. Nó bị tới đâu hết á, nó bị đọt nó mới nguy hiểm nha, nó bị đèn chính giữa nè. Do phi top tôi ra kêu bằng chạy tim đèn á. Là anh cắt tới đâu phải không, rồi anh quét thuốc tới đó, rồi ở dưới anh cho đổ bệnh ở dưới ha. Phi tóc nó ăn y chang xì mũ vậy. Cây già nó ít bị nha, cây tơ nó bị khủng khiếp lắm, bị này nè. Cái này khó trị hơn mà hàng ấy nữa. Cây này không không để trái không tính, cây này không để trái không? Không. Không, không tính rồi lá này già. Này mới làm luôn. Giải phân cứ chưa tan hết nữa. Vườn mình thì phục hồi cực kỳ nhanh luôn, làm trái cũng nhanh nữa. Bây giờ thì cử tao mầm lần một thì được mấy ngày nữa ta, chiều nay phải không? Không, ờ thì đi giống như là anh năm nay thì anh đi giống như quy trình em đưa lên anh luôn hả? Ờ dàn lá hết bài luôn. Cái mình hôm nay phục hồi là không có xi luôn á anh Hiệp, có xi không? Không, ờ mà nó lại cái đọt mạnh nữa. Em thấy bây giờ nó còn sung hơn cái lúc mà em mới vô mà anh làm trái được trước, mà dưỡng lại làm trái được trước sung hơn đó. Sạch sẽ nấm hồng gì luôn nè. Hổm thì mình đâu có rồi xịt rửa vườn cửa nào đâu phải không? À không, xịt rửa vườn bằng mấy thuốc khác kìa, chứ men tốt là xịt nó cũng rửa vườn mà. À, men tốt các bạn. Mình sẽ nhắc lại là men tốt là gốc đồng 20% đồng sinh học cộng với chất kích thích sinh dưỡng sinh học sẽ giúp cây là phục hồi nè, kéo đọt mở lá ha, bóng lá. Đây. Mấy cây tắc năng cái các bạn. Nó cực kỳ tốt luôn. Ui. Cái này lợp lá đủ nè. Đây. Đợt này là không có nhóm miếng cái lá luôn á. Mà nó kéo được mà lại được rồi, tội gì nữa. Đụng quá trời. Cái này ủa anh quét cái đồng đỏ nào vậy? Quét lâu rồi. À. Chắc luôn mình gửi luôn hả? Ừ. À, hổng tưởng đâu nó chết hết vậy mà ăn cũng được 4 tái hết rồi. Nó đầm đen luôn. Nó cực kỳ ổn vậy luôn. À, chiều nay cho phun cử tao làm lần 1. 7 ngày sau. 7 ngày hay 10 ngày phun tê tiếp cái 2. 10 ngày có 7 ngày. Ừ. Tê sẽ trình ăn cây ha. Gông kia nó cũng hơi tụt mẹ nè, mấy cái này xịt men tốt ghét mà nó không còn miếng gông luôn. Gông rồi nó xanh xanh đi chứ nó chết. Cái giờ mình thì đủ lá để làm bông rồi. Cây cũng tốt mà. Tay bơi nhiều thì tay bơi để mốt lên bắt lo giật tay bơi gông đều gan cái gì.
hôm ăn tới nay đâu có dám giật nó đâu, để nuôi gì luôn á. Mà nó mở thiệt á, thường người ta vừa người ta ra tay bơi nhiều thì cây người ta bị si, mà cái mình nó cũng sung mà nó cũng ra tay bơi luôn. Em đi là cái vườn mình là một trong những vườn mà thu hoạch xong và ăn trái sớm nhất luôn. Là ý nói là cái là ăn trái đại lợi sớm nhất á. Ăn trái xong rồi xong đại lợi sớm nhất mà thiệt luôn, đâu có vườn em dám làm gì anh. Mà cây đủ thì cứ làm thôi, đủ sức rồi mà. Cây này dư lực rồi. Mà nói vậy, nếu khi nào mà ăn xong mà thu hoạch xong có 1,5 tháng làm gì không? Ăn này ăn hôm tháng chiếc hôm tháng 3. Từ nay mới có 1,5 tháng rồi đợi. 1,5 tháng hả? Chưa chưa luôn phải không? Em đi làm cũng chưa thấy vườn nào được chạy luôn mà vườn mình. Của ông Tửng giờ này ông mới ra được cái đọt. Có ông Tửng nó còn đọt chưa già nữa. Mà tại của mình hổng trong cái thời kỳ mà mình xài mentos định kỳ hàng tháng, là trong cái thời gian mang trái đã đi được 2 cây rồi. Nè nó hồng nó khô chứ nè. Hàng mentos quản lý nó hồng cực kỳ hay luôn. Nhưng mà nó sẽ không có tẩy liền một cái mẫu phải không? Nhưng mà xịt nó sẽ đứng, nó không có lây lan nữa. Mấy cái lá nào ấy là nó rớt hết. Nó lá đốm hồng cái nó rụi rụi lại nó rớt hết. Đợt này để đi ba đi quy trình mà làm bông của em 3 lần luôn coi. Đa số những vườn em đã làm kia thì rất là lạc đó mà. Một cây nửa cây lần lọ. Cái đầu tiên phun cho lá thôi. Cho nó ra lá thôi chứ đâu làm gì đâu. Cái cây của bên ba anh này rõ ràng thấy nhìn thấy nó bị kỳ hơn. Mà nhìn cây nó không sung. Chuẩn bị làm luôn hả? Ở bên đây có cái ruộng bò nữa nhỉ. Rồi. Rồi, xịt đi, mỗi lần xịt thêm có vô thăm tay làm cũng thật lại. Bye bye.